Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Dự báo thời tiết ngày 27 tháng 4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, trong đó miền Trung nhiều nơi đến mức đặc biệt gay gắt, vượt qua 39 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 28 tháng 4, thời tiết nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ ở khu vực Trung Bộ, khu vực Bắc Bộ. Nắng nóng trên cả nước có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 45 đến 50%. Khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Ngày 27 tháng 4, Đông Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 45 đến 50%. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ C, có nơi trên 39 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh sáng và chiều nhiều mây, có nơi nắng nóng gay gắt, về đêm có mây, độ ẩm cao. Chỉ số UV tại các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm xuống ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình, nhiệt độ thấp nhất từ 29 đến 31 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.